Vâng, tiếp tục là 4 con. Đối với 4 con, chúng ta xem về lớp chết bao nhiêu. Vâng, thấy bảo là ca thần rồi, bảo sao anh hổ báo thế à rời. Này nhá, tôi không sợ anh đâu. Vâng, hết ca thôi là đội bạn xong. Vâng, với lớp điều ca quá chất lượng. Quá chất lượng. Vâng, anh chết siêu nhiều ca. Vâng, anh đẩy vội bởi vì sao? Bởi vì anh thấy sẻ chưa lên ca thần. Vâng, anh ỉ vào công nghệ mình hơn, anh muốn đẩy sẻ nhưng mà... Nhưng mà đang điều ca của anh ấy, chắc phải xem clip tôi đánh điều vào. Vâng, đang thiêu về lớp cũng bắt đầu hết ca rồi, sẻ cũng bắt đầu phải xong tê. Đi 10 con, thậm chí còn tắc nhau, còn không di chuyển, còn không điều được cho. Điều còn khó hơn là đi ít dễ điều hơn, đấy. Vâng, càng ít càng dễ điều. Vâng, đây là một kinh nghiệm để cho anh em có thể học hỏi. Vâng, đấy, anh em thấy không? Chỉ có 4 con thôi, về lớp từ nãy giờ sát ca nằm xuống nó phải rơi vào tầm hơn chục con rồi. Mặc dù vậy thì về lớp vẫn đang sản ca rất đều. Ông nào thử gõ lệnh coi Nage xem có phải là ấy không? Vẫn 4 con đang còn nguyên à. Vâng, vẫn cứ là 4 con. À rồi, về lớp, vâng, anh lại chết. Và xe nó vẫn cứ sống. Vâng, đúng 4 con. Không hơn. Ờ, à, làm sao? Ờ, à, ok. Bên Vinh trả lớp rồi, chết một con. Vâng, không biết là một đổi mấy đây. Vâng, tôi vừa rồi tôi đố các bạn đếm được số ca của bên lớp chết. Nó phải rơi ở tầm hơn chục con.